Chiều nay, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết thăm chúc mừng Văn phòng Thành ủy nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy ngày 18 tháng 10 năm 1930, 18 tháng 10 năm 2023. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến cán bộ công chức Văn phòng Thành ủy nói riêng và đội ngũ cán bộ làm công tác Văn phòng cấp ủy toàn thành phố nói chung. Ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Văn phòng Thành ủy trong công tác tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đề ra nhiều chủ trương, chính sách lớn cũng như làm tốt các mặt công tác. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Văn phòng Thành ủy tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu tổng hợp cũng như các mặt công tác.